Các thầy cô thân mến, các thầy cô đang được nhìn thấy giao diện của trang Canva, một cái trang mà chuyên sử dụng để thiết kế các cái bản thuyết trình, trình chiếu đúng không? Video, thiết kế video, thiết kế áp phích lớp học, bìa, ảnh bìa, phiếu bài tập, vân vân. Và rất là nhiều công cụ khác nữa để cho chúng ta có thể sử dụng trong phần này. Thì các thầy cô có thể tham khảo ở đây. Ngoài ra thì đối với Canva thì chúng ta còn có lớp học. Đấy, các thầy cô có thể quan sát cái lớp học ở đây. Đấy. Lớp học Canva. Rồi, và trong cái video ngày hôm nay thì tôi muốn hướng dẫn các thầy cô cái cách để chúng ta có được một cái tài khoản Canva cho giáo dục free, miễn phí đúng không? Thì tôi đang có cái tài khoản như vậy. Ở đây thì tài khoản này hoàn toàn miễn phí, với việc là chúng ta có thể sử dụng đầy đủ các cái mẫu thiết kế mà Canva có, mà chúng ta không phải trả thêm bất kỳ một cái chi phí nào. Đấy. Thì với cái việc là các thầy cô chứa có trong tay của mình một cái email mà có đuôi edu, tức là đuôi dành cho giáo dục ấy, đuôi edu.vn ấy, thì các thầy cô có thể sử dụng để đăng ký cái tài khoản Canva này. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cái cách đăng ký. Còn cái cách thiết kế hay là sử dụng thì các thầy cô có thể tìm hiểu thêm sau. Cách đăng ký tài khoản Canva như sau. Đầu tiên thì các thầy cô sẽ truy cập vào trình duyệt, và các thầy cô sẽ vào cái trang canva.com. Các thầy cô đánh canva.com vào đây, hoặc là các thầy cô dùng Google, các thầy cô search cũng được, các thầy cô tìm kiếm đúng không? Và chúng ta vào cái trang Canva này. Rồi, ở trên đây thì các thầy cô sẽ nhìn thấy được là có hai cái phần là đăng nhập và đăng ký, thì các thầy cô chọn cái phần đăng ký ở đây. Các thầy cô sẽ chọn đăng ký bằng email. Rồi, sau đó các thầy cô đánh tên của mình. Thầy cô đánh tên, sau đó các thầy cô đánh email. Thì ở đây tôi có một cái email đuôi là edu.vn, tôi sẽ đánh tên vào đây. Thầy cô nào mà không có cái đuôi cái email dạng này ấy, thì các thầy cô có thể liên hệ với trường hoặc một nơi nào đó cấp, hoặc là các thầy cô có thể liên hệ với tôi sẽ cho các thầy cô một cái email dạng này. Rồi tiếp theo đó là các thầy cô sẽ nhập cái mật khẩu các thầy cô tùy chọn. Đây không phải là mật khẩu của email mà nó là mật khẩu của Canva, nhưng các thầy cô chú ý, và các thầy cô đương nhiên sẽ phải nhớ cái mật khẩu này đúng không? Sau đó chúng ta nhấn vào cái phần bắt đầu này. Rồi, sau khi các thầy cô nhấn xong ấy, thì các thầy cô sẽ thấy rằng là ở đây người ta báo rằng là sẽ có một mã gửi đến cái email này trong vòng 10 phút tới. Thì cái hệ thống email mà tôi đang sử dụng là cái hệ thống của Microsoft, tức là email Outlook. Thì các thầy cô sẽ truy cập vào cái trang Outlook. Thầy cô mở và truy cập vào outlook.com. Đây, Outlook mail đây, đúng không? Hoặc là các thầy cô search trên Google ấy, Outlook. Đấy, thì các thầy cô bấm vào. Ừ, thực tế là có thể bấm vào bất kỳ phần nào ở trong cái chỗ này chúng ta nhìn thấy. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào đây.
hoặc là các thầy cô vào trực tiếp nhé. Ở đây chúng ta có thể vào trực tiếp outlook.ly.com. Đấy. Sau đó các thầy cô nhấn vào phần đăng nhập. Và các thầy cô sử dụng cái tài khoản được cấp cho team, ở đây thì tài khoản team mà tôi cấp cho các thầy cô thì dựa trên cái hệ thống của Microsoft. Vì vậy là chúng ta sẽ nhập cái email cũng như là cái mật khẩu mà đã được cấp hoặc là các thầy cô đã thay đổi như thế nào đó. Chú ý rằng là tùy theo cái hệ thống mà các thầy cô đăng ký cái email dạng đuôi edu.vn này, có thể là hệ thống của Microsoft hoặc là hệ thống của Google, thì các thầy cô chú ý. Rồi sau đó các thầy cô nhập cái mật khẩu đăng nhập. Sau đó các thầy cô nhấn đăng nhập. Rồi, như vậy các thầy cô nhìn thấy đây, mình sẽ có một cái mã mà trang Canva gửi đến cho mình, nhấn vào đây để xem. Thì các thầy cô nhìn thấy đây 813075, đây là cái mã xác nhận mà Canva gửi về cái email, thì chúng ta sẽ nhập cái mã xác nhận này vào, đúng không? Chúng ta sang bên phần Canva, chúng ta sẽ nhập cái mã xác nhận 813075 ở đây, 813075. Sau đó các thầy cô nhấn xong. Thầy cô chờ một chút. Rồi, như vậy là đó, các thầy cô nhìn đây ạ. À, mình sẽ có cái sự lựa chọn này, bạn sử dụng Canva vào mục đích gì. Thế thì các thầy cô sẽ lựa chọn cho mình một cái lựa chọn, ở đây thì mình là giáo viên, mình sẽ lựa chọn luôn cái tài khoản của mình cũng là tài khoản của giáo viên, nên mình sẽ lựa chọn luôn cái chỗ giáo viên hỗ trợ học sinh. Đấy. Thì ở đây sẽ yêu cầu là khám phá các gói sản phẩm giáo dục miễn phí hệ thống từ 1 đến 10, đến lớp 12, từ mẫu giáo đến lớp 12, đúng không? Dành riêng cho giáo viên các hệ thống thì nhận ngay cái Canva cho giáo dục miễn phí. Đấy. Vân vân. Thì ở đây nó có yêu cầu là xác minh ngay. Đấy, thì các thầy cô yêu nhấn vào cái chỗ yêu cầu xác minh ngay này. Rồi, tiếp theo các thầy cô có thể bỏ qua cái bước này, ai sẽ tham gia đội của bạn, tập hợp tất cả các cái cả đội cùng cộng tác khai thác cái toàn bộ sức mạnh của Canva. Cái này các thầy cô có thể bỏ qua. Rồi, các thầy cô nhấn vào chữ để sau. Rồi, chúng ta có phần bắt đầu thiết kế ở đây thì chúng ta chọn cũng được hoặc là chúng ta có thể bỏ qua tùy các thầy cô. Đấy. Ví dụ như tôi chọn một cái thiết kế ban đầu, đúng không? Là cái logo chẳng hạn, tôi bấm vào đây. Ở đây, như vậy là đây là cái phần thiết kế logo và các thầy cô có thể sử dụng các mẫu này cộng với các cái yếu tố ở đây, thành phần ở đây các thầy cô có thể thêm vào. À, đương nhiên là trong quá trình tìm hiểu thì các thầy cô có thể tự thiết kế cho mình các cái bản khác nhau hoặc là các thầy cô tham khảo các cái phần hướng dẫn. Đấy. Nhưng trước hết là tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách đăng ký như vậy đã. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái tài khoản của mình một chút xem là mình đã đăng ký thành công chưa. Đây, các thầy cô vào cái phần cài đặt tài khoản này. Đấy, thì các thầy cô nhìn ở đây, mình nhìn ở đây mình sẽ thấy là mục đích sử dụng là cho giáo viên, đúng không?
Rồi, và các thầy cô sẽ thấy rằng là mình chờ một chút thời gian để cho Canva xác minh. Sau khi xác minh xong thì các thầy cô sẽ thấy rằng mình đã có một cái tài khoản Canva cho giáo dục như thế này. Và tôi đã có được cái tài khoản Canva cho giáo dục. Đây các thầy cô xem. Đấy. Thì mình có thể tạo ra các cái thiết kế ở đây. Đúng không? Mình có thể tạo thư mục, mẫu, ứng dụng. À, cũng như là thành viên. Ở đây thì các thầy cô lưu ý rằng là chúng ta có thể là nhập các cái liên kết cho lời mời, tức là bấm vào đây, sau đó mình có thể chuyển qua Google Classroom hoặc là Microsoft Teams vân vân, đúng không? Chúng ta có thể sao chép cái lời mời này và đưa cho học sinh, thì học sinh của mình sẽ trở thành cái thành viên ở đây. Đấy. Và cũng có thể chung, tức là chúng ta tạo một cái lớp học ở trên cái ứng dụng Canva này, nó cũng rất là hay, đúng không? Đấy, thì ngoài ra thì còn nhiều cái phần khác nữa thì các thầy cô có thể tham khảo. Tóm lại là ở đây các thầy cô lưu ý rằng là khi mà mình sử dụng hay là đăng ký thì cần phải có một cái mail có đuôi edu. Đấy. Và cái tên miền ấy thì đã được Bộ Giáo dục xác nhận. Đây này, các thầy cô có thể đọc kỹ ở đây. Canva cho giáo dục là công cụ hoàn toàn miễn phí của chúng tôi cho tất cả các nhà giáo dục K12. Với cái công cụ này thì bạn sẽ nhận được tất cả các lợi ích, các tính năng cao cấp như là hàng triệu hình ảnh, phông chữ, đồ họa, video, ảnh động, mẫu, cũng như là không gian lớp học chuyên dụng để mời học sinh và giáo viên chia sẻ, đánh giá, quản lý bài tập của bạn. Bạn có thể đăng ký tại cái địa chỉ này bằng cái tên miền của trường học của Bộ Giáo dục hoặc được Google xác nhận. Xin lưu ý rằng là bạn sẽ nhận được yêu cầu xác minh chứng chỉ giảng dạy của mình để có thể truy cập được Canva cho giáo dục. Thì như tôi vừa đăng ký thì các thầy cô sẽ thấy này, mình sẽ chờ một cái khoảng thời gian để cho Google xác nhận, xin lỗi, để cho Canva xác minh cái tài khoản của mình có đúng là tài khoản dành cho giáo dục hay không. Thế thì ở đây các thầy cô có thể thấy các cái công cụ ở đây. Đấy, đây là Canva cho giáo dục đẹp. Thì mình có thể làm được những cái gì? Thế giới là một lớp học, ở đây thì có thể thiết lập một cái không gian lớp học, mời học sinh, quản lý các bài học, hoạt động, một dự án hoặc là tất cả cùng một nơi. Từ không gian lớp học chuyên dụng của mình thì bạn có thể chia sẻ các bài đánh giá, truy cập qua Google Classroom, Microsoft Teams, cũng như là chia sẻ bài tập cho học sinh hoàn thành. Đấy. Tiết kiệm thời gian với các mẫu được tạo sẵn thì truy cập hàng nghìn mẫu chất lượng cao mang tính giáo dục. Đấy, cho mọi chủ đề, cho mọi cấp học, từ khoa học, toán học đến tiếng Anh, nghiên cứu, xã hội, Canva cho tất cả mọi người. Khám phá các cái phiếu bài tập, giáo án, bản thuyết trình, áp phích, báo cáo, vân vân. Ở đây chúng ta có thể thỏa sức sáng tạo với các cái tính năng Pro miễn phí cho các nhà giáo dục. Với cái nền tảng dễ sử dụng thì chúng tôi có thể tạo ra các cái bài học, tài liệu học tập, hoạt động chỉ trong vài phút. Canva cho giáo dục gồm có hàng triệu hình ảnh cao cấp, phông chữ, đồ họa, video, hình ảnh động, xóa hình ảnh chỉ với một cái nhấp chuột, tải lên logo, phông chữ cho trường, vân vân, đúng không? Thì các thầy cô có thể thấy những cái tính năng hữu ích. Tiếp theo là cái phần chia sẻ các cái bài tập trực quan hấp dẫn. Đấy, thì trong cái video này tôi xin phép chỉ hướng dẫn cho các thầy cô đến đây, tức là chúng ta tạo một cái tài khoản Canva cho giáo dục hoàn toàn là miễn phí với cái email của Microsoft. Còn email của Google thì các thầy cô có thể làm tương tự. Chúng ta lưu ý rằng là để đăng ký thì chúng ta phải có một cái đuôi email là edu.vn, và đương nhiên là cái đuôi đó nó được Google xác nhận.
Đấy thì sau khi xong thì các thầy cô có thể tự do sáng tạo, tự do thiết kế, tự do sáng tạo. Video thì xin phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các thầy cô và hẹn gặp lại các thầy cô trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của thầy cô. Đừng quên like và chia sẻ video nếu cảm thấy video có ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.